Từ Á và những người bạn, tôi là Từ Á. Từ đó tôi nổi tiếng hay nhắc đến tên tôi, ai cũng biết. Khi vui sướng quá, người ta thường quen nghe tên tôi. Khi ngạc nhiên sửa số, người ta cũng gọi tên tôi. Tôi đừng đầu bảng những cái tiếng Việt trong bảng, những cái của nhiều nước tôi cũng được người ta trân trọng xếp ở đầu hàng năm, hàng năm cứ để ngày khai trường. Rất nhiều trẻ em làm quen với tôi trước tiên. Tôi uống cỡ mơ ước chỉ mình tôi tham gia một cuốn sách. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng điều chỉ một mình tôi chẳng thể nói được với ai. Điều gì một cuốn sách chỉ toàn chữ A, không thể học cuốn sách mà mọi người muốn đọc. Để có cuốn sách hay, tôi cần bằng B, C, D, D, E. Chúng tôi luôn ở bên nhau và cần có nhau trên những trang sách. Các bạn nhỏ hãy gặp chúng tôi hàng ngày nhé.